Buổi sáng nay trời về mưa, trời tối sầm luôn.
Ba con đừng có bê lấy khẩu trang nữa, tha hồ. À, là trung tâm của xã Hướng Phú, thuộc huyện Nam Đông. Một cái trung tâm xã mà như thế này đấy. Con rất là nghèo, được cái nhà văn hóa xã, nơi hội họp sinh hoạt của ba con trong xã. Bây giờ là đã 9 giờ, ba con đã đến một nửa trong ở một nửa ngoài nhà văn hóa đang đợi chờ. Rồi mời ba con nhận quà. Mày về mày 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 mày
có làm ruộng được không? Không. Dạ. Chỉ trắng với trong nhà rồi đó, trên với gan thì sửa thôi. Dạ. Đúng tâm hơn nữa. Dạ. Thì cháu làm thêm cái mì nắng chứ. Các anh các chị, cái lớp trẻ ở trong ủy ban này rất là nhiệt tình và sống sạo để giúp đỡ cho các ông các bà nhận quà. À, vì bà con ở đây là ở cái vùng núi cho nên mỗi lần đi lại rất là khó khăn, thậm chí đi nhận quà thì phải nhờ người này nhờ người khác, nhờ bà con cháu chắc em út rồi xóm giềng, không thể nào mà đi bộ hoặc là giống như đuổi đầy đủ mọi phương tiện ở đồng bằng. Dạ, không có gì mà sức khỏe của mẹ mẹ thì đi lại cũng rất là khó, thậm chí mà đặc biệt là mẹ mẹ cũng biết đi xe đạp, không được đi một cái phương tiện gì ngoài đi bộ, mà phải bắn đường rừng đó. Mà tới nhà qua ủy ban thì có nhiều nhà mà rất là xa. Vậy ngày nay xin giới thiệu, đây là anh Việt, chủ tịch mặt trận của ủy ban mặt trận tổ quốc của xã Phú Cụ. Khi hồi trưa là thầy theo dõi anh mà thấy anh rất là dễ thương, bứng quà sắp đặt rồi cho các mẹ các mẹ già. Anh thấy như thế này, thầy cảm nhận của anh. Cảm ơn chúng tôi thì rất vinh dự về việc sự quan tâm của cô Tân Cần Du Phúc ngày nay của Huế và cô Năm Mỹ và cả trong đoàn đã đến để tạo điều kiện để tặng quà cho người dân ở xã Phú. Đây là cũng là niềm trong tình hình dịch Covid hiện nay thì đời sống những bà con đây rất là khó khăn. Thì sự quan tâm thì thay mặt chính quyền địa phương cũng như là bà con xin cảm ơn các anh đã tạo điều kiện đã giúp đỡ những mong muốn của địa phương và bà con. Thời gian tới một anh và chị quan tâm hơn nữa về địa phương chúng tôi. Rồi, cảm ơn anh. Và bây giờ trời đổ mưa rồi. Kính thưa quý bác, cô chú và các anh chị, đây là những xuất quà cuối cùng của sáng hôm nay được cô Năm là chợ Mỹ cùng với kính Trân Trân Huế ngày nay đã giúp cho bà con nghèo ở địa phương. Và bây giờ đây là những phần quà cuối cùng bà con đã lên nhận. Xin chúc mọi người được bình an sức khỏe để qua được cái mùa dịch Covid này. Chân thành cảm ơn.
À, phát quà xong thì trời Nam Đông buồn chuyển mưa, anh em vào quán nước ngồi uống trước khi về lại Huế. Và đây là nhóm anh em thiện nguyện đi quán dục người dân này, Trân Trân này và các em ở trong ủy ban. Mà mình hiểu cái lý do chứ mà ở đây người ta đặt cái huyện tên là Nam Đông, bây giờ đang thắc mắc đây. Vì huyện Nam Đông là nam là nhiều nữ, nên em nghĩ là đặt là huyện Nam Đông. Là. Và nữ và nữ như đặt tên là nữ Đông. Chiếc xe này sẽ đồng hành với huyện ngày nay trên từng cái số rồi. Không những là chở hàng còn phụ giúp bốc hàng quả thực con quả hàng thì ăn nước vàng. Trân Trân đã thấy có năm ở Mỹ trao 60 xuất quà cho 7 thôn của huyện của xã Hương Phụ huyện Nam Đông đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xin phép làm việc mọi người và cảm ơn có năm một lần nữa.